là một phần quan trọng trong hệ thống chiếu sáng của xe. BGM F10 hiện nay được rất nhiều các bác chủ lựa chọn để lắp đặt cho xế hiệu của mình, với khả năng lắp đặt dễ dàng cũng như thời gian lắp đặt tương đối nhanh chóng, mà ánh sáng mang lại vượt trội so với trước khi nâng cấp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sự lựa chọn khiến mọi người phân vân đâu sẽ là sản phẩm phù hợp với xế hiệu của mình. Vậy hãy cùng DC tìm hiểu BGM F10, tham khảo xem đây có phải sự lựa chọn đáng tiền không nhé. Thông thường các nhà sản xuất đã trang bị cho đèn nguyên bản, nhưng ánh sáng không đủ vì địa hình thời tiết Việt Nam rất là khắc nghiệt như mưa phùn, sương mù. Từ đó anh em chạy xe có thể nhìn đường hay phán đoán không rõ ràng, gây mất an toàn khi lái xe vào ban đêm. Vì vậy, nhiều anh em đã quyết định nâng cấp ngay một cặp BGM để cải thiện ánh sáng một cách tối ưu nhất. Hôm nay, ô tô DC mang đến cho mọi người một đôi BGM F10 đến từ thương hiệu GTR Việt Nam. BGM F10 được mệnh danh là ông vua BGM, được khách hàng đánh giá cao tại thị trường Việt Nam. Cùng ô tô DC tìm hiểu ngay nhé. Thiết kế nguyên khối, tinh tế. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem F10 được GTR nghiên cứu trên công nghệ từ Đức, với sự chú trọng đặc biệt vào tính năng và tính thẩm mỹ. Với kiểu dáng hiện đại và những chất liệu cao cấp, BGM này không chỉ tăng cường khả năng chiếu sáng mà còn nâng cao vẻ ngoài tổng thể của xe. F10 có kích thước 3 inch nên có thể lắp đặt hầu hết các dòng xe trên thị trường Việt Nam. Với những công nghệ tiên tiến nhất, GTR đã vượt trội hơn hẳn so với các BGM khác trên thị trường hiện nay. Phía sau đã được hãng thiết kế các thanh aluminum mỏng để hấp thụ nhiệt và tản nhiệt tốt. Đặc biệt đã được tráng một lớp sơn tĩnh điện, từ đó giúp cho F10 hoạt động ổn định dưới mọi điều kiện thời tiết. Công nghệ chiếu sáng vượt trội. Điểm khiến BGM F10 thực sự nổi bật là hệ thống 6 chip XXLight Custom cao cấp, mang lại ánh sáng mạnh mẽ và đậm hơn hẳn so với đèn nguyên bản của xe. Sản phẩm này được trang bị cả hai chế độ cốt và pha. Ở chế độ cốt là 35W cho ra ánh sáng mịn, trải đều, cùng ánh sáng phủ rộng. Ở chế độ pha là 40W, đưa ra ánh sáng chiếu xa tới 600m, cùng pha tỏa rộng, gom ánh sáng nên có thể đáp ứng tốt, giúp anh em di chuyển ở giải tốc độ cao một cách an toàn. Chỉ số gàn màu 85/100, giúp anh em lái xe những cung đường dài sẽ không bị mỏi mắt, đặc biệt không gây chói mắt cho những người đối diện. Không chỉ cung cấp ánh sáng vượt trội, BGM F10 còn có tích hợp sẵn mắt quỷ, giúp cho chiếc xe của bạn trở nên cá tính và tô thêm điểm nhấn, tạo nên sự thẩm mỹ. Điều này chỉ có F10 có trên thị trường hiện nay. Đa dạng màu sắc đáp ứng mọi khách hàng khó tính nhất. Một tính năng độc đáo khác của F10 là khả năng cung cấp 3 màu sắc ánh sáng: trắng, vàng dịu và vàng đậm. Anh em có thể chọn lựa một trong 3 màu sắc trên, từ đó chọn được màu sắc phù hợp nhất. Hãng đã sản xuất 3 màu sắc: màu vàng nhiệt độ 3000K phù hợp với thời tiết trời mưa, trắng vàng nhiệt độ 4003 phù hợp với anh em di chuyển trong nội thành giúp bán đường hơn, màu trắng sáng nhiệt độ 5000 giúp anh em phù hợp di chuyển vào ban đêm. Đặc biệt F10 đã được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia đánh giá trên 4.5/6 sao về chế độ phá xương theo tiêu chuẩn XM Vision. Tính năng tiên tiến, hiệu suất bền bỉ. Không chỉ có ánh sáng mạnh mẽ, BGM F10 còn được thiết kế đảm bảo an toàn và có độ bền cao với chỉ số sống nước IP68. Từ đó anh em hoàn toàn yên tâm, dù lắp đặt ở vị trí thấp nhưng BGM F10 vẫn hoạt động ổn định dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Một điểm mà bất kỳ anh em nào cũng quan tâm là chế độ bảo hành dài hạn lên tới 36 tháng. Sản phẩm đã có danh số top trong làng BGM Việt Nam nên anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Qua những tính năng trên thì theo như DC đánh giá, BGM F10 xứng đáng là BGM để anh em trải nghiệm với những công nghệ tiên tiến nhất, ánh sáng vượt trội, bảo hành dài hạn, giúp anh em di chuyển mọi cung đường một cách dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết. Ô tô DC tự hào là đơn vị lắp đặt uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, kỹ thuật viên có chuyên môn cao, chắc chắn sẽ làm quý khách hàng hài lòng. Nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc hay quan tâm tới sản phẩm, hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên cho chúng mình một like và subscribe để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về công nghệ ô tô.